khi mà anh Lập đi thì đồng nghĩa với cái việc là ngày đó sẽ không xa và chúng ta sẽ là người chiến thắng. Những cái ca từ đấy nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến thái độ cũng như là cách nhìn nhận của bọn tôi hồi đó. Nhạc rock đều có sức hấp dẫn của nó và chứng minh rằng là tất cả chúng ta đều yêu âm nhạc và yêu nhạc rock. Chúng ta hãy làm cho nền âm nhạc có thêm sự sinh động và có màu sắc. Bản nhạc nó cũng phải có nốt lặng, đời nó cũng phải có những khoảng lắng lắng ấy. Ngay trong thời điểm đó, bản thân tôi có những cái suy nghĩ là mình, chúng ta quyết định như thế có sai lầm hay không? Tưởng tượng là câu chuyện của ban nhạc lại xoay ra một chiều hướng khác như vậy. Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một chớp mắt. Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi, và cơn mưa nơi đâu trong trái tim.